xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 24 tháng 3 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không thật suôn sẻ. Tử vi ngày mới nhắc nhở con giáp này cần tập trung cao độ trong những việc mình làm tác động của tương quan có thể làm đảo lộn mọi thứ ngay cả khả năng kiểm soát tình hình của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng đáng kể tình cảm vận trình tình cảm nảy sinh bất đồng thủy thổ xung khắc tạo ra không ít cãi vã buồn phiền trong mối quan hệ tình cảm của hai người nếu không ai chịu xuống nước sớm thì sớm muộn gì cũng đường ai nảy đi tài chính Vận trình ta lộc bấp bên, người tuổi này nên học cách chi tiêu hợp lý, tránh mua những món đồ xa xỉ để đảm bảo tiền bạc cho mình. Cẩn trọng, lo chuyện bao đồng sẽ tự tay đẩy mình vào thế khó. Tuổi giáp tý không nên bỏ ngoài tai lời nói của người khác. Tuổi bỉnh tý không để sao lạng mà gây ra những rắc rối không đáng có. Tuổi mậu tý không nên tự phụ vì thành công tuổi canh tí đang bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Tuổi nhâm tí, hãy chú ý rèn luyện thể thao. Con số may mắn số 7, số 12, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đồng đều. Tử vi ngày hôm nay dự đoán may mắn ngập tràn và đây là ngày hoàn toàn có lời dành cho con giáp này. Nếu có thể giữ tốt phong độ này, người tuổi sủ hứa hẹn sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, tác động của cục diện tuốt sủ tương hình, ảnh hưởng khá mạnh mẽ lên mỗi quan hệ của các cặp đôi. Hiểu lầm ngày một gay gắt cả hai, dễ đường ai nấy đi chỉ vì sự tin tưởng dành cho nhau chưa đủ lớn tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, dò, nguồn thu nhập được cải thiện rõ rệt mang lại cho những người tuổi này cuộc sống sung túc hơn trước. Cẩn trọng, kiêu ngạo, hống hách chỉ càng khiến người khác cảm thấy chán ghét. Tội, ất sửu, cố gắng cân nhắc và xem xét các quyết định của bản thân. Tội, đinh sửu, thuận lợi lợi nhuận, có khả năng thu lợi nhuận cho bản thân. Tội, kỷ sửu, đôi lúc thiệt thòi một chút cũng là điều nên làm. Tuổi tân sửu đừng nhớ mãi tổn thương trong quá khứ. Tuổi quỷ sửu đừng từ chối những đối tượng triển vọng. Con số may mắn số 41, số 10, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc, vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều may mắn tam hợp quỹ nhân che chở giúp cho những chủ hộ có thể rút ngắn được khoảng cách chạm tay tới mục tiêu nhờ sự thông minh và khôn khéo mà dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh tình cảm vận trình tình cảm từ sáng hài hòa tuổi dần và nửa kia đang trải qua khoảng thời gian thật sự bình yên yêu nhau người độc thân có thể sớm tìm được người thương nhớ nhờ sự chủ động chân tình của mình. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, thiên tài trợ lực nên đây là thời điểm lý tưởng để những người tuổi này nâng cao mức sống của mình. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc rõ rệt do tác động của ngũ hành xung khắc. Tuổi giáp dân không thích tranh cãi với người khác. Tuổi bính dân không nên lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan tuổi mậu dân có trách nhiệm với gia đình tuổi canh dân chú ý giữ khoảng cách với người khác giới tuổi nhâm dân tránh nhẹ dạ các cơ hội kiếm tiền trước mắt con số may mắn số 2, số 5, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi mùi 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Tuất Mão Nhị Hợp cho biết người tuổi này đang đầu tư khá tốt vào các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là những người đang theo đuổi con đường công danh sẽ sớm bước lên vị trí mà mình mong muốn. Tình cảm, vận trình tình cảm phát sinh mâu thuẫn, thổ, khắc mộc cho biết có những xung đột nảy sinh bất ngờ khiến người trong cuộc còn khó mà trở tay kịp. Có lẽ đây là thời điểm lý tưởng nhất để các cặp đôi ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, chính tài che chở giúp cho người tuổi này không còn nhiều lo lắng liên quan tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, nên hạ giọng, hạn chế bộc lộ cái tôi một cách thái quá. Tuổi ất mão, công việc khó có thể tiến triển thuận lợi. Tuổi đinh mão, chịu sự cạnh tranh của đối thủ tội kỷ mạo, hãy giữ vững lập trường của bản thân mình. Tội tầng mạo, không nên chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực và bi quan. Tội quý mạo, quan hệ tình cảm ngày càng gắn kết. Con số may mắn số 24, số 8, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra như được mở đường. Thiên ẩn xuất hiện giúp cho người tuổi này mau chóng giải quyết tốt các rắc rối tồn động từ trước tới nay. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để những chú rồng chứng minh năng lực của bản thân sau thất bại liên tiếp. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp đào hòa xấu, Tuất Thình Tương xung cho biết mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và nửa kia có thể gặp nhiều hiểu lầm liên tiếp tình cảm vì thể mà dễ rạn nứt hơn nhiều, nhất là khi không có sự thỏa hiệp của những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc mở lối, bản mệnh có thể tự tin chi trả cho các chi phí sinh hoạt nhờ nguồn thu nhập được đảm bảo. Cẩn trọng, tránh kỳ vọng quá nhiều vào điều gì, nhất là khi bản thân chưa chắc chắn. Tuổi giáp thân, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tuổi bình thân, hỏi hận vì không trân trọng các cơ hội trước mắt. Tội mậu thân, tìm ra hướng đi mới phù hợp. Tội canh thân, rủi ro rình rập và có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Tội nhâm thân, nên chia sẻ với người thân nhiều hơn. Con sổ may mắn số 15, số 82, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều xảo trộn tác động của thương quan kéo theo họa tiểu nhân đeo bám kế hoạch lơ xuống thất thường khiến bản mệnh cũng nản lòng theo có thể nói mọi công sức nỗ lực của con giáp này trong khoảng thời gian qua như đều bị đổ sông đổ bể tình cảm vận trình tình cảm bù đắp yêu thương Ngũ hành tương sinh cho biết tình yêu có sức mạnh tuyệt diệu có thể xua tan mọi uất ức gánh chịu trong lòng đã lâu. Còn giáp này đừng để buồn phiền kiểm soát mình, bằng không sẽ khó tìm được hạnh phúc bền lâu. Tài chính, vận trình ta lọc bấp bên, còn giáp này cần thay đổi cách tiêu xài nếu không muốn rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Cẩn trọng, nên cân bằng tốt các phương diện cuộc sống thông qua việc quản lý thời gian. Tội ất tỵ hãy học hỏi những điều chưa biết. Tội đinh tỵ khó có được niềm tin từ những người xung quanh. Tội kỷ tỵ không cần tranh cãi, hãy để người khác hiểu thông qua hành động của bạn. Tội tân tỵ thay đổi những điều chưa chính xác. Tội quỷ tỵ trở nên mỉa mai người khác dù có đạt được thành công. Con số may mắn số 17, số 52, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thăng tiến không ngừng. Chính quan trợ mệnh giúp cho đường công danh sự nghiệp của những chủ ngựa tăng tiến liên tục. Quan trọng là con giáp này biết điểm mạnh, điểm yếu của mình nằm ở đâu để phát huy và kiểm soát chúng tình cảm vận trình tình cảm vui vẻ thăng hoa thổ sinh kim đem tới nhiều niềm vui cũng như tiếng cười cho các cặp đôi có thể nói trải qua không ít sóng gió và cãi vã tuổi ngọ và nữ kia gần như đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn tài chính vận trình tài lộc phát tài tam hợp cục che chở giúp cho việc kiếm tiền dễ dàng hơn trước rất nhiều cẩn trọng tránh tỏ ra tiêu cực vội vàng mỗi khi gặp vấn đề không hay nào đó. Tội giáp ngọ nên giữ mình thật tỉnh táo tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tội bính ngọ nên tập trung giải quyết từng công việc. Tội mậu ngọ kiên trì nỗ lực mới đạt được thành công. Tội canh ngọ trở nên chạy theo bước chân của người khác. Tội nhâm ngọ đoàn kết mới đem lại những hiệu quả đáng mong chờ. Con số may mắn số 21, số 63, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thật hiệu quả. Tâm trạng thay đổi thất thường khiến hiệu quả công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra còn giáp này nên cố gắng tập trung hơn nếu không muốn bị cấp trên khiển trách và phê bình tình cảm. Vận trình tình cảm có chút phiền não, tuốt môi tương phá khiến cho mối quan hệ tình cảm của người tuổi này không được may mắn. Các cặp đôi khó lòng tìm được tiếng nói chung bởi hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm mà người trong cuộc lại không có động thái gỡ gỏi tài chính vận trình tài lộc đáng lo người tuổi này có thói quen mua sắm những vật dụng không cần thiết vừa phung phí lại không dùng tới cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu đi xuống do ảnh hưởng của thổ khí vượng tội ất môi cố gắng chăm sóc sức khỏe trong mọi hoàn cảnh tội đinh môi chú ý cách hành sự và nói năng của bản thân tội kỷ môi không nên vội vàng đổ tiền đầu tư tội tân môi cố gắng chăm sóc sức khỏe trong mọi hoàn cảnh tội quỷ môi mối quan hệ gia đạo lạnh nhạt con sổ may mắn số 24, số 85, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông đủ đường. Tam hợp cục che chở giúp cho những kế hoạch mà con giáp này đang thực hiện gặp nhiều may mắn hơn bao giờ hết. Bản mệnh được khuyên nên liều lĩnh đôi chút để có thể biết khả năng của mình tới đâu tình cảm, vận trình tình cảm nở rộ đào hoa, thổ sinh kim mang tới cho người độc thân không ít cơ hội tỏ bài tình cảm với người mình yêu mến. Đôi khi hãy nhìn xung quanh mình để trân trọng những thứ đang có, biết đâu nửa kia đang hiện diện bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến nhờ khả năng kiểm soát chi tiêu thông minh mà con nhấp này tránh được việc áp lực vì tiền nông. Cẩn trọng, dễ gặp rắc rối do đề cao cả tôi quá mức. Tôi chấp thân không nên khăng khăng với quan điểm của mình. Tôi bỉnh thân, tự tin thái quá sẽ khiến bản thân hối hận về sau. Tôi mậu thân, đôi khi bạn cần thỏa hiệp với mọi người. tội canh thân, bi quan hay ưu sầu không giúp bản thân giải quyết được vấn đề. Tôi nhầm thân, quanh bạn có nhiều đối tượng triển vọng. Con số may mắn số 37, số 90 màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Người tuổi giàu được đánh giá cao ở sự thông minh, nhạy bén nên dù gặp khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Bên cạnh đó, bản mệnh đừng quên học hỏi từ những người đi trước để có kinh nghiệm quý giá cho mình. Tình cảm, vận trình tình cảm rạn nứt, dần dà. Tuất Dậu Tường Hại cho biết tâm trạng xuống dốc khiến cho người tuổi Dậu và nửa kia đều không đủ dũng cảm để đối mặt với các mâu thuẫn đang tồn tại. Tài chính, vận trình ta lọc, phá tài, kiếp tài tác động cho biết với đà chi tiêu phóng khoáng mà tiền đầy rồi sẽ mau chóng vơi đi. Cẩn trọng, tránh dịch chuyển đồ đạc hay tác động mạnh tới vị trí thai thân. Tội ớt dậu nhìn lại những việc đã qua không giúp ta thay đổi điều gì. Tội đình dậu đối diện với nguy cơ hao tài tổn của. Tội kỹ dậu hãy chờ đợi thời cơ thích hợp hơn trong tương lai. Tội tân dậu lo lắng thái quá chỉ cản trở bước tiến của bạn. Tội quỷ dậu trở nên mua sắm tốn kém chạy theo xu hướng. Con số may mắn số 2, số 19, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra chịu nhiều áp lực. Tinh thần của con nhấp này lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng vì nhiều lý do. Tuy vậy, dù rơi vào tình huống nào thì người tuổi này cũng đừng nên vội vàng hay hấp tấp nếu không muốn khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, bình yên, các cặp vợ chồng đang trải qua những khoảnh khắc yêu đương tuyệt diệu. Người độc thân khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc, chia sẻ với những người xung quanh. Tài chính, vận trình tài lộc rắc rối, con giáp này có thể tháo gỡ khúc mắt thông qua việc tiết kiệm, phung vẹn chi tiêu. Cẩn trọng, sức khỏe đi xuống do tác động của thổ khí vượng, đặc biệt lưu ý tới vấn đề tiêu hóa. Tuổi giáp tuất không nên áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Tuổi bính tuất công việc cần phải tỉnh toán và chọn lọc. Tuổi mậu tuất nhiệt tình làm việc chứng minh điểm mạnh. Tuổi canh tuất nên bồi dưỡng kiến thức thay vì chỉ biết kiếm tiền. Tuổi nhâm tuất không muốn tốn thời gian cho người khác. Con số may mắn số 11, số 43, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Người làm ăn kinh doanh nhờ nắm bắt tốt xu thế của thị trường cũng như tầm nhìn chiến lược sâu rộng nên có thể đạt được nhiều thành tích vang dội. Ngoài ra, con nhấp này cũng nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến để khắc phục điểm yếu. Tình cảm vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, Thổ Khắc Thủy cho biết mối quan hệ vợ chồng của người tuổi hợi và nửa kia tồn tại không ít hiểu lầm. Người trong cuộc nên đề cao việc đi làm, tìm tiền nổi chung cho mình nếu không muốn tình trạng lại càng thêm căng thẳng. Tài chính, vận trình ta lộc gặp may, thực thần che chở đem lại cho những người tuổi này cả nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, nếu chỉ biết nhận mà không biết cho thì sau này sẽ không có gì trong tay tội ức hại giành được lợi thế so với bạn bè và đối thủ tội đinh hại cần cố gắng mở lòng để đón nhận tình cảm tội kỷ hại là chỗ dựa đáng tin cậy cho tập thể tội tân hại nơi suy nghĩ tích cực hơn dù có chuyện gì xảy ra tội quỷ hại sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp con số may mắn số 10, số 1, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi mùi